cho chúng ta đã hoạt động chương trình hiệu ứng giao lưu văn hóa của đài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào thời điểm trường để tìm hiểu đất nước Đài Loan nhé. Các bạn đồng ý không? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Trạch Khánh Ly, đến từ lớp 5A, trường tiểu học Phú Đình, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hưởng chương trình giao lưu văn hóa Việt Đài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đất nước Đài Loan nhé. Các bạn thân mến, đất nước Đài Loan được gọi là Formosa, tức hòn đảo xinh đẹp. Đài Loan gồm 64 đảo nhỏ thuộc quần đảo Bình Hồ và 21 đảo khác với tổng diện tích là 36.000 km2. Tuy là hải đảo, nhưng 2/3 diện tích lại là đồi núi cao và rừng cây rậm rạp. Có lẽ những chỉnh đầu này đã tạo nên khung cảnh thiên nhiên đặc sắc, tươi xanh cho vùng đất nơi đây. Còn về tập quán sinh hoạt, các bạn có biết tập quán sinh hoạt của người Đài Loan cũng giống như người Việt Nam chúng ta? Không cầu kỳ, bữa sáng ăn nhanh và đơn giản, bữa trưa ăn nhiều, không uống rượu bia vào bữa sáng và bữa trưa. Đài Loan cũng sử dụng cả lịch dương và lịch âm, duy trì phong tục tập quán cung lễ, đốt hương vào các ngày rằm, ngày mùng 1 và các ngày Tết, cùng dỗ thờ cha mẹ, tổ tiên. Giáo dục Đài Loan được đánh giá là một trong những nền giáo dục cao của châu Á. Môi trường học tập ở Đài Loan thân thiện, đặc biệt là văn hóa đọc sách, thể hiện tình yêu quê hương, tình yêu gia đình. Đất nước Đài Loan là nơi sinh ra của rất nhiều tác giả nổi tiếng, trong đó có một tác giả mà mình rất ấn tượng, đó là Kim Liao, một tác giả và họa sĩ minh họa nổi tiếng quốc tế, sinh năm 1958 tại Đài Bắc, Đài Loan. Ông làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và vẽ tranh minh họa nhiều năm trước, khi ông bắt đầu viết tranh truyện vào năm ông 40 tuổi. Ông là một trong những tác giả tiên phong cho phong trào viết truyện tranh cho người lớn. Những tác phẩm của ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ, Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Các bạn có biết những tác phẩm nào của Tim Liao được xuất bản bằng tiếng Việt không? À, đó là Nàng Rẽ Trái, Chàng Rẽ Phải, Âm Thanh Của Sắc Màu, Nụ Hôn Từ Biệt, Ôi Tình Yêu. Tất cả đều là những tác phẩm đầy sức hút và khơi gợi sức sáng tạo mạnh mẽ. Trong đó, quyển sách Hòn Đảo Xanh Trên Tay Mình là quyển sách mà mình cảm thấy hay nhất, đặc biệt nhất. Các bạn hãy cùng mình quan sát tranh bìa màu xanh đen, vẽ hình ảnh hòn đảo xanh nằm giữa màn đêm. Các bạn có nghĩ rằng hòn đảo xanh đang buồn, đang cô đơn hay không? Mình mời bạn Khánh Linh nào. Mình nghĩ một hòn đảo thì làm sao biết buồn, biết cô đơn được. Vậy còn bạn Hoài Linh thì sao? Mình mời bạn Hoài Linh. Nhìn vào tranh bìa, mình cảm thấy hòn đảo có vẻ buồn và cô đơn đấy. Cảm ơn bạn. Vâng, các bạn à, qua ngoài bức cửa Tim Liao, một trong 6 nhân vật kiệt xuất của Đài Loan, hòn đảo xanh tuyệt đẹp hiện lên. Không chỉ là một hòn đảo vô tri, vô giác, mà hòn đảo ấy có thể nói với trẻ em chúng ta về tình yêu quê hương, cũng như tình yêu thương dành cho vạn vật tự nhiên, bởi dường như chúng cũng có linh hồn. Quyển sách viết về cuộc hành trình của hòn đảo xanh bị tách đôi khi khu rừng bị cháy. Một nửa cuộc hội đã được đưa ra khỏi khu rừng cháy rùi để sống cuộc đời trôi nổi của số phận hòn đảo. Nó làm con voi trong thành phố, làm con chim trong công viên, làm con cá ở cảng biển, được đẽo gọt, làm vầng trăng ở viện bảo tàng, làm hòn đảo bia mộ, thành quả cầu tung hứng ở rạp xiếc, rồi bị vùi trong tuyệt lạnh. Được gọt của thành hình trái tim cho chiếc vòng cổ của cô gái ấy, lại bị ném ra đường ray tàu hỏa để cuối cùng tan ra thành một hạt bụi, vẫn giữ được trái tim nguồn cội và khát vọng đoàn tụ. Khi đọc cuốn sách này, mình có một cảm nhận kỳ lạ rằng hòn đảo xanh cũng khao khát dừng lại, khát khao có một ngôi nhà chỉ dành riêng cho nó, để nó có thể dừng lại mà không cần biến đổi hay đi bất kỳ nơi đâu nữa. Bởi mỗi nhớ mong quê nhà ra diệt, trong lòng hòn đảo xanh lại nổi lên, đã sẽ lại thêm một lần vỡ vụn. Và mình cũng đã buồn, đã cô đơn. Theo hòn đảo xanh, mình cũng đã hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên cạnh gia đình, bên cạnh những người mà mình yêu thương. Một nơi mà mình có thể về, đó là mảnh đất Phú Đình thân thương, là Quảng Bình đầy nắng gió, là đất nước Việt Nam anh dũng, xinh đẹp. Cấp sách lại, một hàng chữ trắng nổi lên khiến mình thực sự ấn tượng. Dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, nhưng cũng đủ chiếu rọi cả màn đêm vũ trụ. Quyển sách Hòn Đảo Xanh của đất nước Đài Loan, Hòn Đảo Xinh Đẹp, lại gửi đến một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau. Với nội dung chứa đựng tình cảm rất diệt, cùng những nét vẽ minh họa sinh động, quyển sách Hòn Đảo Xanh của tác giả Kim Liao, nhà xuất bản Kim Đồng, phát hành năm 2015 đã thực sự nổi tiếng. Các bạn hãy tìm đọc và cảm nhận để hiểu thêm về con người Đài Loan nhé. Sau phần giới thiệu của mình, có bạn nào đặt câu hỏi cho mình không nào? Mình mời bạn Phan Dương.
Bạn vừa chia sẻ xong quyển sách Hòn Đá Xanh của Jimmy Liao. Vậy theo bạn, điểm hấp dẫn nhất ở trong quyển sách này là gì? Cảm ơn bạn. Ngoài nội dung hay và mới mẻ thì bằng tài năng hội họa, điểm hấp dẫn chứa đựng trong những bức tranh minh họa đẹp, sinh động và có vẻ u buồn. Bạn nào sẽ đặt câu hỏi cho mình tiếp nhỉ? Mình mời bạn Khánh Linh. Bạn vừa chia sẻ xong quyển sách Hòn Đá Xanh. Vậy sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thay đổi gì? Cảm ơn bạn. Sau khi đọc quyển sách này, mình đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm. Mình cảm thấy mọi vật trở nên đáng yêu hơn. Mình trân trọng tình cảm gia đình hơn, yêu quê hương nguồn cội hơn. Có bạn nào đặt câu hỏi cho mình nữa không? Nếu không thì mình sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi nhẹ. Quyển sách Hòn Đá Xanh viết về điều gì? Mình và Huyền Trang. Quyển sách viết về hành trình của Hòn Đá Xanh bị tích đôi khi cô đồng bị chạy. Nó liên tục bị biến đổi, nẻo, gọt nhưng vẫn mong nhớ quê hương xa diệt và khát vọng trở về nơi được sinh ra. Cảm ơn bạn. Bạn nghĩ quyển sách này bổ ích chứ? Mình và bạn Mỹ Linh. Mình nghĩ quyển sách này rất bổ ích bởi vì nó nói về chúng ta, về tình yêu quê hương, gia đình mà ai ai cũng có quê hương, có sự gia đình của mình. Cảm ơn bạn. Sau đây, mời cô giáo cùng chia sẻ với chúng em về chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới nghe bạn Khánh Ly giới thiệu về đất nước Đài Loan xinh đẹp và chia sẻ quyển sách Hòn Đá Xanh của tác giả Jimmy Liao, một trong 6 nhân vật kiệt xuất của Đài Loan. Vậy trong lớp của chúng mình, có bạn nào biết khoảng cách của đất nước Đài Loan và Việt Nam là bao nhiêu km không nhỉ? Cô mời bạn Tammy. Thưa cô, khoảng cách giữa Đài Loan và Việt Nam khoảng 1.500 km. Cảm ơn em. Thành phố Đài Bắc, Đài Loan cách thủ đô Hà Nội của chúng ta tới 1.660 km. Tuy nhiên, đất nước Đài Loan và đất nước Việt Nam chúng ta lại có nhiều nét tương đồng về tập quán sinh hoạt và phong tục tập quán. Chính điều này đã làm cho mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước trở nên gắn bó hơn. Còn về quyển sách Hòn Đá Xanh, bằng tài năng của mình, tác giả Jimmy Liao đã đưa người Đài Loan tới gần chúng ta hơn. Chúng ta hiểu rõ hơn về suy nghĩ và tình cảm người Đài Loan, dù đi bất kỳ nơi đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chứng kiến biết bao nỗi cô đơn và sự bất hạnh, người Đài Loan vẫn hướng tới quê hương nguồn cội, vẫn khao khát cháy bỏng được trở về với quê hương của mình. Các em thử đặt mình vào vị trí là Hòn Đá Xanh, bị đưa ra khỏi quê hương yêu dấu, các em sẽ cảm thấy như thế nào? Cô mời bạn Huyền Trang. Dạ thưa cô, em sẽ có cảm giác buồn và cô đơn. Cảm ơn em. Còn bạn Hà Mỹ thì sao? Em sẽ có cảm giác buồn, cô đơn và mong nhớ quê nhà của mình. Cảm ơn em. Tại sao chúng ta lại buồn, lại cô đơn, lại mong nhớ quê nhà xa diệt như vậy? Cô mời bạn Dũng nào. Thưa cô, vì tình yêu quê hương và gia đình. Cảm ơn em. Cô mời bạn Sáng nào. Thưa cô, vì tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi con người. Cảm ơn em. Vậy chúng ta đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và gia đình của mình rồi? Cô mời bạn Trang Mỹ nào. Thưa cô, em kính trọng ông bà, cha mẹ giúp đỡ những việc nhỏ nhặt trong gia đình và chăm học để có thể xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Cảm ơn em. Vậy bạn Phan Dương thì sao? Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai sau này xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp hơn. Cảm ơn em. Các em dù là người Đài Loan, người Việt Nam chúng ta hay bất kỳ ai ai trên thế giới đều chất chứa một tình yêu quê hương xa diệt và mãnh liệt. Và tình yêu ấy sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thêm ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Buổi chia sẻ sách với chủ đề tìm hiểu về đất nước Đài Loan đến đây là hết rồi. Cô hẹn gặp lại các bạn vào tiết chia sẻ sách lần sau.